Rồi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cho bạn một số mẫu điện thoại Samsung đang có chương trình giảm sốc cuối tuần tại Thế Động các bạn ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một sản phẩm đó là Samsung Galaxy A13. A13 này sẽ có hai phiên bản là RAM 4GB và một phiên bản là RAM 6GB. Đây, Samsung Galaxy A13. Nó thiết kế khá là đẹp các bạn. A13 này hiện tại phiên bản RAM 4GB thì ra giá là 4.690.000, ăn có chương trình là giảm được 200 hoặc là phiếu hàng có xanh 300.000. Samsung Galaxy A13 phiên bản RAM 6GB giá là 5.190.000, đang có chương trình là giảm 400 hoặc là tặng phiếu hàng bắt có xanh 600.000 các bạn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có Samsung Galaxy A53 giá là 9.990.000. Đây A53 sử dụng được 5G các bạn nha. Máy thiết kế là đẹp luôn. A53 này giá 9.990.000. Khi bạn mua hiện tại là được giảm giá 300.000 và giảm thêm được 700.000 qua quà tặng Galaxy. Thì cái mã quà tặng Galaxy này giảm 700.000 thì chúng ta sẽ lấy cái mã giảm giá trong cái app quà tặng Galaxy trên máy mới luôn bạn. Tức là máy này bạn khi bạn mua sẽ được giảm đến 1 triệu ha, còn chỉ 8.990 luôn. Quá ngon. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có Samsung Galaxy A73 giá là 11.990, giảm giá được 800.000 thông qua app quà tặng Galaxy các bạn ha. Quá ngon. A73 cũng sử dụng được 5G mà ha, với một chiếc Wacom 778G 11.990, giảm 800.000 chúng ta sẽ còn là 11.190.000 các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có Samsung Galaxy A23. Này Samsung Galaxy A23. A23 này sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản là RAM 4GB và một phiên bản là RAM 6GB ha. RAM 4GB hiện tại là giá 5.990, giảm giá được 400.000 hoặc tặng phiếu hàng bắt có xanh 600.000. Samsung Galaxy A23 RAM 6GB thì giá là 6.190.000. Đang có chương trình là giảm giá là được 600.000 các bạn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có Samsung Galaxy A33 RAM 6GB, còn nhớ trong 128GB giá là 8.490. Đang được giảm giá là 300.000 và giảm giá 600.000 thông qua app quà tặng Galaxy. Thì tức là con này khi bạn mua sẽ được giảm giá trực tiếp là 300 và giảm 600.000 thông qua cái mã quà tặng trong app Galaxy trên cái máy mới các bạn ha. Bạn lấy trực tiếp lên máy mới luôn. Tức là khi bạn mua sẽ được giảm tới 900.000. Quá nhiều luôn. Đây. A33. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy M33 giá là 7.690, giảm giá được 500.000 các bạn. M33 RAM 6 bộ nhớ trong 128, cái đẹp luôn. Rồi, cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy M53 RAM 8 bộ nhớ trong 256, giá là 12.490.000. Đang có chương trình giảm giá được 700.000 các bạn. Đây. M53 RAM 6GB ha. RAM 8GB các bạn, một bộ nhớ trong lên đến là 256GB ha. Quá ngon luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một sản phẩm giảm giá cũng rất là nhiều đây. Là Samsung Galaxy S21 FE, phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Giá là 16.990.000. Đây, S21 FE. Và khi bạn mua sẽ được giảm giá là 3 triệu các bạn. Quá nhiều luôn. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về một số mẫu điện thoại Samsung đang có chương trình giảm giá cực sốc tại Thế Động ở những ngày cuối tuần này các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha. Mình sẽ phản hồi các bạn là sao. Bye bye.